A Di Đà Phật, vâng chào cả nhà. Chờ vâng một vài phút. Ok, hôm nay là ngày mùng 2 Tết ha. Mùng 2 Tết ở sáng mùng 2 Tết ở Mỹ và tối mùng 2 Tết ở Việt Nam. Đáng lẽ là vẫn có buổi chia sẻ Phật pháp vào bữa thứ tư vừa rồi, nhưng mà vì có một cái đám ma đột xuất cho nên là mình đi đám, cho nên tạm không có nói buổi pháp hôm đó. Thì hôm nay thì là ngày thứ bảy, và cũng là cái ngày mùng 2 Tết, thì Vân có một số lời nhắn nhủ các bạn của mình, các bạn đồng tu của mình, làm sao để mình có được cái thân tâm an lạc trong trong năm nay mấy chị. Và hầu như mình làm thành một cái thói quen, thì khi mình thành một cái thói quen thì chắc chắn mình sẽ gặt hái được những cái mình mong muốn mấy chị nhé. Ok, không biết anh chị có nghe Vân rõ không? Ai nghe Vân rõ cho Vân biết cái chữ rõ A Di Đà Phật giùm Vân nhé. Ok, ai có nghe Vân rõ bấm giùm Vân chữ rõ nha. Để thôi mình nói một mình nghe. Ok, mấy anh chị Việt Nam là hiện bây giờ, anh chị nào ở Việt Nam là hiện bây giờ đang rất là nhốn nháo, nhộn nhịp và không khí Tết đúng không? Ở Mỹ thì rất là im điềm, chỉ có vào chùa thì mới thấy cái mới mới cảm nhận được không khí Tết thôi. Còn ở nhà thì cũng cúng này kia thôi, chứ không có phải là cái gì đó lớn hoặc là hoành tráng như giống như ở Việt Nam. Thì hôm nay Vân sẽ chia sẻ về cái cách làm cho thân tâm an lạc mấy chị nhé. Chị đợi Vân một phút để Vân coi nó có nghe được hay không nhé. Anh chị nào nghe Vân được bấm giùm Vân chữ rõ giùm Vân nha. Vân trong thời gian gần đây đó là Vân thấy không hiểu tại sao mà khá là nhiều ra đi một cách rất là đột ngột mấy chị. Giống như người bạn của Vân, người này thì nói chung là đi chùa cúng dường, mà vào những dịp Tết hoặc là những dịp lễ thì mới thấy xuất hiện thôi, chứ bình thường thì không có thấy. Thì anh ta bị bệnh cảm nhẹ thôi, và khi cảm đưa vô bệnh viện thì mất luôn mấy chị, mới có năm mươi mấy tuổi, chưa đầy 60. Và một số bệnh đột ngột ra đi giống như bị nhồi máu cơ tim với tai biến mạch máu não rất là nhiều bây giờ, và chết hầu như là chết cái tuổi trẻ không à, cái tuổi khoảng cỡ 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi, rất là nhiều luôn, không hiểu tại sao luôn. Vân đang nghĩ là chắc là tuổi thọ của mình nó càng ngày càng càng giảm dần á, cho nên hiện bây giờ chết trẻ khá là nhiều. Đau lòng là người tóc bạc đưa người tóc xanh, đó là cái rất là đau lòng. Thì những cái như vậy đó nó giúp cho mình, nó giúp cho mình cảm nhận giống như là cấp bách đó, mình cần phải tu gấp luôn, vì thời gian không có cho phép mình chờ, vì vô thường nó đến bất cứ lúc nào mấy anh chị, nó đến với mình rất là gần luôn, và đến bất cứ lúc nào, nó không có chờ mình, nó không có gõ cửa mình và nói là tôi sẽ cho bạn biết ngày mấy tháng mấy đưa đi ha, cho nên mình cố gắng cái này ha. Ok.
Các bạn nghe Vân được mà phải không? Tại Vân không thấy ai lên tiếng hết cho nên không biết là các bạn có nghe Vân được không. Ok, very good. Ok, mấy chị mình sẽ tiếp tục nha. Cho nên là cách năm năm mới thì trước hết là Vân cho những bạn chưa biết Vân ha, thì Vân xin tự giới thiệu sơ với Vân. Tự giới thiệu sơ về Vân chút xíu là Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida, Mỹ Quốc. Đã định cư ở Mỹ cũng là khoảng cỡ 25, 26 năm gì rồi. Và Phật Pháp đến với Vân một cách rất là tình cờ. Vân thì không phải nói Pháp mấy chị nhé. Vân không phải nói Pháp, Vân chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua, những cái kinh nghiệm màu nhiệm đến với mình và gia đình của mình. Chia sẻ ra cho hy vọng là có thể giúp được một ai đó, chứ không phải nói Pháp nha. Vân không phải là quý thầy, Vân không có phải là biết gì nhiều đâu, không có giỏi đâu. Chỉ có biết tới đâu thì tâu tới đó, và hy vọng những cái gì đó mình nói thì lợi lạc được cho một ai đó ở ngoài kia, có thể giúp được cho họ để họ tìm được cái cảnh giới an lạc. Vì những cái kinh nghiệm Vân đã đi qua thì hôm nay Vân sẽ nói sơ về cái đề tài là cách làm cho thân tâm mình an lạc. Nói chung là con người chúng ta đi lên đây để trả nghiệp, đúng không? Để trả nghiệp cho nên là nhất cử nhất động gì của mình cũng chịu khổ hết, mình cũng rất là khổ. Mình vì mình không có khống chế được cái tâm của mình á, vì mình không có kìm được cái tâm của mình, cho nên cái tâm của mình nó quay vòng vòng, nó quay mình giống như cái trong chóng gì đó. Một ngày không biết là bao nhiêu phiền não nó đến với mình, và cứ chút xíu gì là cái tâm nó cũng động hết, vui nó cũng động, buồn nó cũng động, và khổ nó cũng động, nói chung là cái gì nó cũng động được hết. Thì bằng cách nào mình có thể làm cho thân tâm mình an lạc mấy chị? Thứ nhất là mình phải sống cho thật tốt, sống cho thật tốt, đừng có làm tổn thương ai hết, và mình sống lúc nào cũng vui vẻ, có nụ cười trên môi. Và mình phải biết rất rõ là lực nhân quả, mình đến đây để trả nghiệp, nên chị nhớ nha. Và khi mình đến đây để trả nợ thì như thế nào? Mình sẽ rất là khổ. Mình khổ nhiều hơn là vui mấy chị. Mấy chị có thấy là có một số anh chị người ta nằm trên đống vàng người ta vẫn khổ không? Người ta nằm trên đống vàng người ta vẫn khổ. Người ta nằm trên cao sang mỹ dị, nhà cao cửa rộng, xe đẹp, đầy đủ hết, vẫn khổ. Ok. Và những anh chị, những bạn nghèo cũng khổ mấy chị. Cho nên là cái chữ khổ nó to đùng luôn. Khi mình sanh ra thì mình tiếng đầu đời của mình là gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Mình khóc bằng cái tiếng gì? Khổ quá rồi, đúng không? Cho nên là cả đời của mình nó là như vậy. Cho nên mình hiểu rất rõ, khi mình là người con Phật, mình hiểu là nhân quả là gì, và cái khổ nó đến với mình là điều do cái nhân tiền kiếp hết. Không có ai ban phước giáng quả cho mình đâu. Cho nên bây giờ mình nhìn vào một cái là mình sẽ trả nè, ok. Và bên cạnh đó thì mình sẽ tạo thêm nhiều nghiệp phước, chứ không phải là tạo nhiều nghiệp bất lành nữa mấy chị. Tại bây giờ mình đã khổ rồi mà mình còn tạo thêm nhiều nghiệp bất lành nữa, thì trong thời gian tới cái nhân mình gieo thì cái quả mình sẽ gặt. Thì mình đâu có muốn đời sau mình khổ hơn nữa đâu, đúng không? Cho nên là Vân khuyên tất cả anh chị em mình á, làm sao để sống một cái cuộc đời rất là an lạc. Và nếu mà ai đã nghe và đang nghe cái video của Vân thì anh chị cũng đã kết cái duyên với Phật Pháp rồi, đúng không? Mình đã kết cái duyên với Phật Pháp có nghĩa là mình rất là may mắn hơn nhiều người rồi. Vì sao? Vì rất là nhiều người ngoài kia vẫn còn đang rất là vô minh mấy chị, rất là vô minh, chưa có hiểu được Phật Pháp, chưa có biết được Phật Pháp là cái gì, và họ vẫn tiếp tục họ tạo nghiệp. Còn mình may mắn là mình biết được rồi. Thì bây giờ mình sẽ nắm cái phao này để mình bơi lẹ vào bờ đi. Bờ bên kia Đức Phật A Di Đà đang giơ tay đón tiếp mình, mà mình vẫn nằm trồi hụp, trôi nổi trên biển khổ luân hồi sinh tử, thì mình sẽ khổ, cực kỳ khổ luôn mấy chị. Cho nên đây là cái phao, đây là phương tiện để cho anh chị em mình ôm chụp và mau mau bơi vào bờ mấy chị nhé.
khi mình muốn làm cho thân, xin lỗi có điện thoại vô liên tục, khi mình làm muốn làm cho thân tâm mình an lạc đó, thì bản thân của mình á, lúc nào mình cũng phải nghĩ tới lợi lạc cho chúng sanh, lợi lạc cho người khác, đừng nghĩ tới bản thân của mình nữa. Mặc dù con người nó là như thế này, người ta hay nói cái câu là người không vì mình trời tru đất diệt, đúng không? Đó là con người đó. Và các bạn cũng hay nghe nói không? Các bạn nhắn tin liên tục, các bạn vẫn hay nghe nói câu đó đúng không? Vì sao? Vì mình là con người, và con người thì sao, hay mạnh được yếu thua, và hay gom về cái gì của mình, tánh tham sân si hỉ nộ ái ố là con người là như vậy đó. Còn bây giờ mình á, là mình rất là may mắn, mình biết mình là con Phật, và con Phật thì cần phải làm cái gì, và mình bắt đầu mình lột cái vỏ ra từ từ cái vỏ tham nè, sân nè, si nè, mình lột ra từ từ mấy chị. Để chi? Để mình tập làm cái hạnh Bồ Tát, để mình tập làm người con Phật. Con Phật xong rồi bắt đầu tập làm thành Phật mấy chị, mình đang tập mà đúng không, mình đang sửa. Thì cái tham sân si hỉ nộ ái ố mình bắt đầu mình giảm từ từ. Cho nên mình làm ngược lại với người ta, mình làm ngược lại với con người, có nghĩa là mình nghĩ về chúng sanh nhiều hơn là mình nghĩ về mình. Ok, nghĩ về chúng sanh, chúng sanh đang đau khổ, đi chùa cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thiên tai chấm dứt. Hồi hướng làm bất cứ công đức gì mình cũng hồi hướng cho chúng sanh, tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới con đều hồi hướng hết cho họ, và trong đó có mình mấy chị, trong đó có mình không có mất phần đâu, cho nên trong đó sẽ có mình nha. Thì đó là thứ nhất. Và thứ nhì đó là mình hành trì đều đặn mỗi ngày, mỗi ngày mình cố gắng công phu. Với một số bạn nói là không có thời gian làm sao mà tu được, thật ra đó là đúng là mình rất là nghèo thời gian, nhưng cái cách tu mình không phải là cần phải ngồi một chỗ ở bàn thờ thì mới mới tự gọi là tu. Mấy chị có thể đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động gì mình cũng niệm Phật được mà. Có nhiều lúc mình cứ nghĩ là mình không có làm cái gì thì mình mới tu được, thật ra mình làm, mình lặt một cọng rau mình cũng a di đà phật, mình nấu một cái nồi cơm mình cũng a di đà phật, mình làm cái gì đó ở công sở mình chỉ có làm bằng cái tay thôi đúng không, cái miệng mình đâu có làm đâu. Thì khi cái miệng mình nó còn trống á thì mình sẽ a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, cứ a di đà phật hoài đi mấy chị, thì đó cũng gọi là tu mấy chị. Thì khi mà cái tiếng a di đà phật mà cứ thấm, cứ mỗi ngày cứ niệm hoài như vậy thì nó sẽ thấm nhuần, thấm ở trong cái máu thân thể của mình đó. Thì bản thân của mình nó sẽ rất là nhẹ, và nó sẽ chuyển được từng tế bào trong người mình mấy anh chị. Vì mình nhiều đời nhiều kiếp, nó đừng nói chi nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này thôi mình đã ăn mạng chúng sanh rất là nhiều rồi đúng không, cho nên là bây giờ đó là mình phải nói sao, mình niệm Phật á thì họ cũng rất là hoan hỷ, và từng tế bào sân hận trong người của mình á, tế bào mà mình ăn mạng chúng sanh vô á, nó sẽ chuyển hóa thành thành độc tố, và nó sẽ gây bệnh cho mình nè, và nó sẽ chuyển hóa thành sân hận. Thì những cái sân hận đó nó sẽ làm cho mình rất là đau khổ, đau đớn, bệnh hoạn tùm lum tà la hết. Thì bản thân của mình á, mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày công phu, mỗi ngày làm lành mỗi người, mỗi ngày khuyên người niệm Phật, mỗi ngày làm rất là nhiều công đức tốt, thì mình sẽ hồi hướng cho họ, hồi hướng cho tất cả những quán gia trái chủ của mình, hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới. Thì những cái hồi hướng đó, những quán gia trái chủ của mình á, nó đang hận mình dữ lắm, nó đang và đã hận mình dữ lắm, nó đợi thời cơ chín mùi để nó quật mình, nó quậy mình. Thì bây giờ nhờ những cái công đức này đó, nó sẽ giúp cho mình mấy anh chị, mình sẽ chuyển hóa họ hay lắm, mình sẽ chuyển hóa họ thành hiền lại, và quán gia giữa mình với họ tự nhiên được giải, được giải, vì mình hồi hướng cho họ mỗi ngày mà họ được lợi lạc, họ được lợi lạc thì tự nhiên họ cũng thành một người hiền, một 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 hiền hơn nữa.
Và khi họ thiền thì họ cũng ngã vào cái tu tập với mình luôn, thì đồng vãng sanh thế giới cực lạc anh chị. Cho nên muốn vãng sanh về Tây phương cực lạc quốc, và chỉ có vãng sanh về Tây phương cực lạc quốc thì mình mới dứt khỏi luân hồi sanh tử. Còn nếu không, các bạn sẽ bị luân hồi sanh tử nó cứ dày dật mình hoài, mãi 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 mãi, đời đời kiếp kiếp luôn, là mình cứ khổ hoài khổ hoài mấy chị ơi, chịu không nổi đâu. À, thì khi mình phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc thì mình cần phải có hành trang mấy chị. Hành trang mình là gì? Là công phu mỗi ngày đều đặn, niệm Phật mỗi ngày đều đặn, sám hối mỗi ngày đều đặn, phóng sanh từ thiện bố thí, làm tất tất cả các công đức đều hồi hướng hết cho con. Khi dứt bỏ sát thân này, con được vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc, và hồi hướng cho tất cả những quán gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp vì vô tình hay cố ý con làm tổn thương đến họ. Hôm nay con may mắn biết được Phật pháp, tự thấy mình nghiệp chướng quá đội sâu dày, nên con thành tâm sám hối và tha thiết sám hối, và nguyện cho con cùng quán gia trái chủ của con kết pháp duyên làm bạn lữ, để mình cùng nhau về thế giới Tây phương cực lạc. Chứ quán quán tương báo biết đến bao giờ mới hết đây. Duy chỉ nhờ nhân duyên này, duy nhất chỉ có nhân duyên này thôi, mà chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau, cùng niệm Phật, để rồi cùng vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc trong một đời này thôi, và chỉ một đời này thôi. Thì nếu mình muốn như vậy thì mình về thế giới Tây phương cực lạc nha, cực lạc, cực cực lạc, có nghĩa là quá là an lạc, nhiều an lạc. Thì bây giờ mình phải an lạc bây giờ, thân tâm mình phải an lạc bây giờ thì mình mới mới về được cực lạc mấy chị. Còn bây giờ mình chưa có an lạc, an lạc chỉ là một chút xíu nhỏ của cực lạc thôi, mà mình chưa có làm được thì làm sao mình về với thế giới Tây phương cực lạc mấy chị. Thì vì thì đó là cái cách mà Vân nói, đó là muốn cho thân tâm mình an lạc là thứ nhất là tham sân si hỷ nộ ái ố, mình phải drop xuống, mình phải làm nó nhẹ đi nhẹ đi nhẹ đi, bỏ xuống từ 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 từ, và cố gắng đừng có sân, đừng có giận người khác. Biết rằng khó, không phải dễ đâu, cực kỳ khó mấy chị ơi, cực kỳ khó. Nhưng nếu mình không làm thì chắc chắn mình sẽ không có, không được đâu. Cho nên mỗi ngày đều phải nghe pháp nè, để chi giúp cho thân tâm mình nó tịnh, những cái xung quanh không có động được. Giống bản thân Vân là mỗi buổi sáng Vân hay bắt pháp, và mỗi buổi tối Vân hay bắt pháp lên để mình có thể lắng động thân tâm của mình, để nhắc nhở mình mỗi ngày đừng có sân nè. Và khi mình sân đó là mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì nó sẽ giúp giúp mình rất là nhiều mấy chị, giúp cho mình nguội lại cái cơn sân của mình, giúp cho mình không có nghĩ quấy về người khác. Pháp mỗi ngày mình cố gắng mình nghe ít nhất 1 tiếng đồng hồ pháp nha, để chi, để nhắc nhở mình, nhắc nhở mình là đây là thế giới ta bà, mình không có nên trụ ở đây quá lâu, mình không có nên tham luyến ngũ dục lục trần ở trên thế gian này, và mình nên tụng kinh Vô Lượng Thọ nhiều hơn nữa để mình biết được cái cảnh giới cực lạc đó chị, mình biết được cái cảnh giới cực lạc như thế nào. Và trong thâm tâm của mình lúc nào cũng mơ cảnh giới cực lạc, nghĩ đến cảnh giới cực lạc, mong được về cảnh giới cực lạc đó chị. Thân tâm mình lúc nào cũng nghĩ như vậy hết, đó là cái thật, và đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời làm người của mình, chứ không phải là cơm áo gạo tiền con chồng vợ là quan trọng. Mặc dù quan trọng nhưng mà một phần thôi, nhưng cả cái quan trọng nhất để cứu huệ mạng của mình đó, tu tập làm nhiều chuyện thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, làm nhiều chuyện thiện để mình làm hành trang cho về thế giới cực lạc, đó mới là thật, đó mới là cái thật, và đó mới đem theo được. Còn tất cả những cái gì mà cơm áo gạo tiền chồng con, nhà cửa xe cộ, đó là những cái giả tạo thôi, những cái bợ tạm bợ mà mình nương vào đó để sống trong cái cuộc đời này, nương vào đó để mình tu, chứ không phải là nương vào đó để rồi chấp là cái này của tôi, cái nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, xe của tôi, và không ai đụng được hết. Thì mình chấp như thế đó thì mình sẽ bị dướng vào cái đó, thì khi dướng vào cái đó mà vô thường nó đến thì mình sẽ đi về đâu đây? Chắc chắn mình sẽ trở lại luân hồi sanh tử nữa, không đi đâu được hết, không vãng sanh được, thì mình sẽ mất cái vòng vãng sanh, thì rất là uổng luôn, rất là uổng.
Cho nên mình cố gắng anh chị nhé. Và những cái hành động của mình làm đó, mình nên cẩn thận lời nói của mình. Lời nói rất là nguy hiểm. Mặc dù là nói chơi cũng không nên nói chơi. Không nên nói chơi nha. Vân kể một cái câu chuyện. Cái chị cũng nghe một cái chuyện này từ một người chị tu. Thì chị nói là chị làm trong cái đoàn phim. Thì chị nói là khi mà nguyên cái đoàn phim tới một cái chùa đó, thì nói thì mọi người đều vô thắp nhang lễ Phật, lễ Phật cầu nguyện cho cái đoàn phim quay phim thuận lợi gì đó. Thì có một cái anh trong đoàn không tin, và cứ thấy người ta thắp nhang lễ Phật thì cái anh trong đoàn nói là mấy người này tin dị đoan không à? Tôi là Phật nè, tại sao không lại tôi đi mà đi lại cái tượng đá như vậy? Tin dị đoan không? Thì chỉ có một câu nói đó thôi mấy chị. Lập tức anh ta chổng cái đầu xuống đất và đi bằng cái đầu và ọc máu ra để mà chết ngay tức khắc liền mấy chị. Nguy hiểm chưa? Cho nên đừng có bao giờ mà suy nghĩ bậy và nói mình không tin thì thôi. Đừng có ở đó mà phỉ báng. Đừng có ở đó mà phỉ báng dầm một câu nói của mình thôi. Có thể lấy được cái mạng mình. Mấy anh chị nhớ là Phật không ban ân giáng quả. Phật không có phải là Phật làm những chuyện đó. Nhưng bên cạnh đó, Long Thần Hộ Pháp ở chùa rất là linh. Và những gì đó có thể phạt mình. Mấy anh chị nha, có thể phạt mình. Và khi mình vào chùa đó, thứ nhất là đừng khạc nhổ trong chùa nè. Đừng đi ghép guốc trong chùa nè. Nói chung mình vào chùa mình rất là cẩn thận vì Long Thần Hộ Pháp rất là chặt chẽ, rất là nghiêm khắc còn hơn là cảnh sát công an ở ngoài đời của mình nữa mấy anh chị. Họ chỉ cần biết cái tâm của anh chị như thế nào thôi là họ cũng có thể phạt mấy anh chị được nữa. Cho nên cẩn thận, rất là cẩn thận nha. Long Thần Hộ Pháp có thể trừng phạt mình. Phật không có phạt, Phật không có ban ân. Phật rất là từ bi, mấy anh chị có nói cái gì nói. Nhưng xung quanh Phật toàn là hộ pháp không, và các ngài hộ pháp sẽ phạt mình. Cho nên mình cẩn thận lời nói, và mình không có nên nói chơi nói giỡn bằng những cái câu không hay. Những cái không hay mình không nên nói nha. Và có một cái câu chuyện nữa là chị này chị cũng kể là lúc mà đi vô trong nhà xác á, mượn cái nhà xác để quay phim á, thì cái anh trưởng đoàn quay phim á, anh mới không biết mấy vị làm sao lục lạo tùm lum trong nhà xác người ta đó. Cái tự nhiên khi mà quay phim xong rồi, tự nhiên cái đầu của anh ta đó nó to, bắt đầu từ từ nó to ra như vậy, và cái mặt anh ta nó sưng, thiệt là sưng bự như vậy luôn. Và anh ta lập tức ngã bệnh và đi biết bao nhiêu bác sĩ thì không ai biết bệnh gì luôn. Thì lúc đó là anh ta mới mời các vị đi không được luôn nha, coi như là nằm chờ chết á. Thì lúc đó anh ta chị này mới nói là anh đã phật lòng những cái người ở trong nhà xác rồi, những cái vong linh trong nhà xác. Thì anh ta mới mời các vị pháp sư vô để làm lễ, để tụng kinh cho các vong linh trong đó. Và anh ta phải nhờ người khiêng anh ta tới đó luôn. Và anh ta sám hối, anh ta nói anh ta biết lỗi rồi, anh ta sám hối với tất cả những chư hương linh ở khu vực này, vì anh ta không có biết, cho nên là mượn cái chỗ này và làm náo loạn cái chỗ này, không có thanh tịnh. Bây giờ thì anh ta sám hối, anh ta tha thiết sám hối, và các vị pháp sư thì tụng kinh. Thì khi mà tụng xong thời kinh rồi quay qua thì thấy anh ta trở lại bình thường, mấy chị, trở lại thành cái con người bình thường và không còn bệnh nữa. Cho nên mình rất là cẩn thận. Và một cái câu chuyện khác nữa là một vị này có mang thai nha, và khi mà đi chợ đó thì đi ngang một cái miếng đất trống, và khi đó thì cô ta mắc tiểu đó, cô ta xí trên miếng đất trống đó. Thì không ngờ là khi cô ta xí xong, cô ta về cô ta ngã bệnh, và một cái chứng bệnh rất là kỳ cục, và không còn tâm trí nữa, giống như một người còn khùng điên gì đó. Thì mẹ ba của cái cô mà kể đó
mới biết là hỏi nguyên nhân thì mới biết là như vậy. Thì ba của cô này họ nói là bây giờ thế thế cái cô này để sám hối được hay không, vì cô này bây giờ mất 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 lý trí rồi, coi như là thành một người điên đó. Thì cái dòng linh đó nhập vô cô và nói là ta là thần, là một vị thần ở khu vực đó, và cái người này không có coi như là xí nước nước bẩn lên lên mặt lên đầu của ta trong lúc ta đang ngủ. Thì vị thần này rất là phẫn nộ, và vị thần này không tha lỗi, mặc dù người cha năn nỉ cỡ nào đi nữa, nói tôi thay thế cho con gái để sám hối, thay thế cho người này để sám hối, nhưng mà người thần vị thần này vẫn một mực là không. Và sau đó 3 ngày sau thì cô này mất, mấy chị mất cả cả mất thì mẹ mất thì con mất luôn. Thì cho nên cái đó rất là cẩn thận mấy chị, đặc biệt là những anh chị ở Việt Nam. Vâng, về Việt Nam vẫn thấy gì xem ngừng là các vị cứ ào xuống mà xí tùm lum tà la hết. Cẩn thận cái đó nha, vì mình không có thể thấy được đâu. Trên một cái mảnh đất đó có nhiều vị thần, có những vị phúc mặt phước mài ta đang ở đó, hoặc là trong cái một cái cây nào đó là có rất là nhiều vong linh ở đó mấy chị. Và vong linh mà người ta chưa có siêu đó, mà quá là lâu đời thì nó thành quỷ, thành quỷ hoặc là thành một vị thần nào đó, vì nhờ nó tu, họ tu chút xíu họ sẽ thành một vị thần, nhưng cái sân của họ vẫn còn đó chị nhé, cái sân của họ vẫn còn. Cho nên mình làm Phật lòng họ đó thì mình sẽ bị thê thảm, rất là thê thảm luôn. Cho nên cẩn thận cái này. Và nếu mình đã quá là lỡ đi thì mình sẽ xin phép nha, xin phép các vị nào ở đây đó làm ơn tránh tránh qua một chút xíu cho con xí hay cái gì đó, đại khái là mình phải xin phép, hoặc là mình chặt một cái cây nào đó mình phải xin phép họ nhé. Cho họ thời gian 3 ngày hay là 2 ngày hay là như thế nào đó, cúng kiến cho họ ăn và mời họ dời nhà đi nha mấy anh chị nhé, vì cái đó mình không khéo là coi chừng Phật lòng họ, mất lòng họ là mình cũng khá là mệt, vì họ họ không có hình dáng đâu, họ mình không có thể thấy họ, họ có thể dập ngược mình đó, ghê gớm lắm. Cho nên là mấy anh chị em mình nên cẩn thận và rất là cẩn thận những cái nhất cử nhất động của mình đang làm ha, và không đừng có tránh những cái điều mà nói giỡn nói chơi mà nói tổn thương đến những người khác, vì những lời nói của mình sẽ được chứng chứng hết, sẽ được chứng hết. Vâng, cái đây là câu chuyện có thật. Vâng đang Vâng có nghe là cái bác này không có ý gì chứ, từ 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 trẻ cho tới già là chỉ có vợ rồi thôi, cũng không có ý gì với ai, không có mèo mó gì hết, nhưng mà bác mở miệng ra là bác lại nói những cái câu mà giống như là bà này bà kia rồi về bên ái đó, luyến ái đó, thì nó quậy bác mấy chị, nó quậy bác. Và nó làm cho bác phải phải mang nhục á, mang nhục ha, nó khiến nó dục như vậy đó, vì cái miệng của bác, cái tâm thì không có gì hết nhưng cái miệng nó hại cái thân đó, cho nên là nó dục bác phải làm những cái chuyện mà bác không không phải là bác làm. Cho nên mấy anh chị mình rất là cẩn thận những cái lời nói giỡn chơi của mình nha, vì đó là giỡn chơi thôi, không phải là thật. Nhưng những vong linh, những người phước mặt phước mày, người ta không có biết là mình đang giỡn chơi đâu, người ta không có nghĩ là mình đang giỡn chơi, cho nên người ta vẫn còn tham sân si hỉ nộ ê ố y như con người của mình, và thậm chí còn hơn nữa. Cho nên nó sẽ mượn cái xác của mình để nó làm những cái chuyện mà mình không phải là mình làm, thì ai làm sao để kêu oan đây, không có kêu oan được. Vì sao? Vì rõ ràng là mình làm, bây giờ mình kêu oan là không phải tại tôi, tại gì đó ai đó, không phải là tại tôi, nhưng mà bình thường hàng ngày mình đều nói những cái lời đó mà, những cái lời mà mặc dù cái tâm mình không có nghĩ nhưng mà cái lời nói của mình nó quá là hợp với cái hành động của mình, thì làm sao mà kêu oan được đây, không có được. Cho nên mình cố gắng mình đừng có nói những cái gì mà tổn thương đến người khác, hoặc là nói những cái gì mà mình không muốn làm. Cho nên
miệng nói lời ngữ ái, tâm nói tâm nghĩ nghĩ thiện cho mọi người. Bởi vì bản thân của Vân á, lúc nào thắp nhang cũng hay nguyện nguyện mẹ Quan Âm gia hộ cho con luôn luôn sống trong chánh pháp, làm việc theo chánh pháp, nguyện cho mẹ luôn ngự trụ trong con để khi con nói điều gì đó là điều mẹ muốn con nói, khi con làm điều gì đó là điều mẹ Quan Âm muốn con làm, khi con nghĩ điều gì đó là điều mẹ Quan Âm muốn con nghĩ, để con luôn nói năng làm việc suy nghĩ theo chánh pháp, luôn luôn lợi ích cho chúng sanh. Đó là cái điều mình muốn á chị. Cho nên cẩn thận nha, cẩn thận. Vì mình muốn thân tâm mình lúc nào cũng an lạc thì mình lúc nào cũng phải suy nghĩ và khống chế lại cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ cũng rất là nguy hiểm nha. Mình suy nghĩ thôi mà mình chưa nói ra cũng có thể bị, okay. Vì Long Thần Hộ Pháp, vì tất cả những ngài khuất mặt khuất mày, họ có thể đọc được cái suy nghĩ của mình mấy anh chị nha. Họ có thể đọc được suy nghĩ của mình. Và vì những suy nghĩ nó sẽ tạo ra hành động, hành động sẽ tạo ra kết quả, okay. Cho nên cẩn thận những cái gì mình đang suy nghĩ. Luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người, luôn luôn giúp đỡ người khác, luôn luôn có nụ cười thân thiện, luôn luôn làm những chuyện có ích cho chúng sanh mấy anh chị. Và những cái đó nó sẽ giúp cho mình, đó là những cái nhân mình gieo, và chắc chắn cái quả của mình sẽ là quả ngọt, sẽ là quả lành, sẽ là cái quả mà không có đau khổ nữa, vì mình đâu có làm tổn thương cho chúng sanh đâu. Mình làm, mình gieo quả ngọt mà, thì chắc chắn cái cây mình lên sẽ gặt được quả ngọt, ok. Và nếu như mà cái quả bất thiện đó nó khủng khiếp lắm. Đây là một cái câu chuyện đó Vân kể cho mấy chị nghe luôn nha. Khi mà có một người mẹ này bị ung thư, và ung thư dạ dày rồi nó lên tới là thận luôn. Và khi mà siêu âm á thì ở trong thận của bà có nhiều sỏi lắm, sỏi thận á, sỏi mật á, thì người mẹ không biết tu, mà người mẹ làm nhiều chuyện bất thiện lắm, sát sanh dữ lắm, sát sanh rồi hại vật, rồi nói chung làm nhiều chuyện bất thiện. Thì khi mà người mẹ ngã bệnh á, thì khi đi siêu âm thì bác sĩ nói là bị ung thư. Thì người mẹ đi siêu âm 3 lần, thì người con gái có tu, con gái có niệm Phật, có tu, thì người con gái đi theo người mẹ. Và người con gái mỗi lần siêu âm đó là người con gái thấy nhiều cái vong linh nhảy múa trong cái bụng người mẹ đó, nhảy múa không hiểu tại sao người con gái thấy như vậy, nhảy múa rồi giống như mừng á, họ mừng á là họ là cái xác này, là cái người này đang bị đau đớn như vậy, thì họ mừng, họ nhảy múa trong đó. Thì tới nhà đi mổ á, thì cái người con gái thấy mẹ rất là đau đớn, thì người con gái rất là đau lòng. Và tới cái lúc mà đi mổ thì mẹ, thì người con gái nói là cái ống mà đưa vô để mổ lấy sỏi ra đó, nó khép lại, nó không cho đưa vô, đại khái là nó không cho mổ, nó không cho bác sĩ đưa vô, thọc ống vô được. Thì bác sĩ nói là nếu vậy thì đã bó tay thôi. Thì người con gái tha thiết quỳ trước bệnh viện, quỳ trước chỗ phòng mổ của mẹ đó, và sám hối, thay mẹ sám hối, và niệm Quan Âm Bồ Tát, mấy chị, niệm Quan Âm Bồ Tát để cứu mẹ con. Bây giờ mẹ con đang rất là đau đớn và bác sĩ cũng không có mổ được luôn. Thì vì người con gái này thấy được là quá là nhiều chúng sanh trong cái người của mẹ đó đang rất là vui nhảy múa trong đó, thì người con gái quỳ mãi ở trước cửa bệnh viện và cầu nguyện Quan Âm. Thì tự nhiên bỗng nhiên có một cái cú điện thoại đưa tới, là một người sư huynh, mà sư huynh đồng tu với cô ta, mà người sư huynh này đâu có biết là cô ta đang quỳ và đang niệm Quan Âm đâu. Thì tự nhiên người sư huynh này gọi điện thoại tới tấp, thì cô này bóc điện thoại, và người sư huynh này nói là vì mẹ của em quá là nhiều tội lỗi, vô số vô biên tội lỗi, sát hại chúng sanh nhiều quá, cho nên em không có sám hối được cho mẹ đâu. Em không có không có làm gì được cho mẹ đâu, mà mẹ phải là cái người làm,
anh chị. Cho nên là khi đó cô ta ngạc nhiên, cô ta nói ủa mình đang quỳ sám hối ở đây, mình đang thế mẹ sám hối, mình đang niệm Quan Âm, thì người sư huynh nó đâu có biết đâu, mà tại sao lại truyền một cái tin nhắn gọi điện thoại và nói như vậy, là em không cứu nổi mẹ em đâu vì nghiệp sát của mẹ em quá là nặng đó. Cho nên cô ta mới giật mình ra, và cô ta nói trời ơi, thật sự rất là màu nhiệm á chị, rất là màu nhiệm luôn. Cho nên là có nhiều người á, khi mà Vân làm cái video mà về thai nhi đó, thai nhi sám hối thai nhi đó, thì có một số em á, gọi cho Vân nói là cha mẹ con sống rất là không có hạnh phúc á, vì cũng đã từng phá thai đó, mà mẹ thì không tin nhân quả, vậy thì con có thể thay thế mẹ. Mẹ thì không tin cái vấn đề mà phá thai và không có biết là không có tin đạo Phật, thì con có thể thay thế mẹ để làm chuyện đó hay không, thay thế mẹ để sám hối cho mẹ được hay không. Vân nói được, nhưng mà kết quả không có nhiều đâu mấy anh chị ơi, kết quả không có, vì mẹ là cái người tạo nghiệp ác chứ không phải là đứa, không phải là con. Cho nên đứa con rất là thương mẹ, và đứa con biết và hiểu được Phật pháp, hiểu được nhân quả. Khi nghe cái video của Vân thì nói là bây giờ con có thể thế mẹ sám hối được hay không. Vân nói thế thì được, chữ hiếu được, yes, nhưng không có kết quả cao, là vì người mẹ là cái người tạo nghiệp. Cho nên người nào là cái người tạo nghiệp thì người đó phải sám hối thì kết quả nó mới cao được mấy chị. Còn nếu không á, là rất là khó để vượt qua cái khổ ách đó mấy chị nhá. Cho nên cái nhân vì những cái vong hồn đó, những cái quán gia đó, họ nói ô bà là người tạo nghiệp mà bà còn ung dung ở đó mà sống thoải mái như vậy, mà đứa con kia đâu có tạo nghiệp, đưa đưa sám hối cho bà, thay thế sám hối bà, đâu có tạo nghiệp đâu, thì làm sao mà tôi tha cho bà được, đúng không? Cho nên có những cái chúng sanh nó hiền chút thì còn đỡ, còn những chúng sanh là chữ quán nó quá nặng đi, quán hờn nó quá nặng và nó đang rình mò chờ chập mình, cho tới khi mình yếu chút xíu á, là nó sẽ giật mình đó, thì nó sẽ không tha cho mình đâu, trừ khi mình sẽ làm rất là nhiều, rất 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 là nhiều việc thiện, và thật sự á, nó coi là mình thật sự là sám hối đó, thì có thể là nó tha cho mình, chứ chưa chắc bản thân của mình sám hối nó tha cho mình nữa. Nó phải coi coi thật sự, nếu mà bà sám hối như vậy, bà làm nhiều công đức như vậy, lợi lạc cho tôi thì tôi mới tha là cho bà, chứ không phải là ở đó mình sám hối giống như mình lợi mình tán người ta một cái, mình giả người ta một cái mình nói ôi xin lỗi nha, ai đâu mà chịu, đúng không? Hoặc là mình nhờ, hoặc là cái người khác tới là xin lỗi chị nha vì mẹ em vô tình tán chuyện cái, đâu có chịu đâu trời ơi. Mấy chị nhìn vào một cái khía cạnh bình thường thôi, mình tới mình giả người ta một cái thì người khác tới xin lỗi có được không? Giận chứ trời ơi, cái bà này lãng xẹt vô duyên, tự nhiên vô duyên vô cớ lại giả tôi một cái như vậy, rồi cái người khác tới xin lỗi, no, không có được. Hoặc là cái người đó mà tới xin lỗi mà nói cái giọng sốc sốc là ồ xin lỗi nha vì bữa nay tôi bực bội trong người cho nên không có ai giả, tôi giả bạn cái được không? Mà không có được đâu. Cho nên là hoặc là mình tha thiết mình sám hối, dạ em xin lỗi chị, em vô tình em giả chị một cái như vậy thì cho em xin lỗi, và đây là cái tiền thuốc men, cho bao nhiêu tiền đó để bồi đắp được được cái vết thương của người ta mấy chị, thì có thể người ta sẽ tha mình. Cũng vậy, trong đạo Phật mình cũng vậy, khi mình làm tổn thương một ai đó đó thì mình sám hối tha thiết sám hối, bên cạnh đó mình phải làm nhiều chuyện thiện, mình phải công phu, mình phải mà phải rất là nhiều công phu, rất là nhiều chuyện thiện để hồi hướng công đức cho họ, họ cảm nhận được cái lợi lạc của họ đó, lợi lạc mà mình cho họ đó, thì họ mới tha lỗi cho mình, chứ không phải là nói tiếng sám hối rồi xong đâu, xin lỗi rồi xong đâu, không có đâu, họ không có tu. Cho nên khi họ không có tu đó là cái sân hận của họ rất là cao luôn, mình làm tổn thương người ta, mình làm đau lòng người ta, thì cái thù hận đó nó rất 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 là mãnh liệt. Tôi đợi cái thời cơ nào mà cho phép bà mà sơ hở nha, vì vì bây giờ bà có người theo bảo vệ bà, nhưng đợi thấy thời cơ nào mà sơ hở chút xíu là tôi giật bà liền, tôi sẽ trả thù bà liền. Đó là cái ghê gớm như vậy đó mấy chị. Đó là lý do tại sao mà con người mình khổ, chất chồng thêm khổ, 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 khổ.
nó khổ nhiều, thiệt là khổ luôn á. Cho nên mình cẩn thận những cái nhất cử nhất động của mình nha. Nhân vô tình sẽ gặt hái quả vô tình. Mấy anh chị thấy là có nhiều, rất là nhiều cái quả vô tình thấy không? Đi ngoài đường đang lái xe Honda vậy, tự nhiên có cái gì đó rớt cái rầm từ trên đầu rớt xuống chết. Hoặc là mình đang đi bộ như vậy, tự nhiên ta đánh lộn đâu á, cầm dao chém ngay mình cái chết. Nói chung là nó là cái quả vô tình thôi, nhưng chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy, đó là cái quả vô tình của mình đó. Vì cái nhân vô tình mình đạp con kiến, mình đập con muỗi, mình giết chúng sanh vô tình như vậy thì chắc chắn mình sẽ gặp cái quả vô tình. Ví dụ như người ta nói âu kiến mà nó là chúng sanh nhỏ mà nó vô nhà nó ăn tùm lum, nó phá tùm lum hết, dán với kiến thì làm sao mà mình tha nó được. Thôi mua thuốc dán về thuốc cho nó chết hết, hoặc là giết một cách thê thảm. Kiến mà mình cũng vậy, Vân cũng vậy mấy chị, lúc mà còn nhỏ đó, thấy kiến vô nhà mình đâu có biết tu đâu, thấy kiến vô nhà mình để đồ ăn hay gì đó, chừng 5-10 phút sau thấy nó bu đầy hết luôn, tức quá lấy cái cao nước sôi đổ một cái là nó chết hết. Chết thì đâu còn đụng tới đồ ăn mình nữa đâu, đúng không? Hoặc là chà cái tay mình một cái là xong hết, ghê gớm chưa? Vì quá là vô minh, cho nên một bầy kiến đó là mình giết bao nhiêu con trong đó rồi, quá là nhiều con luôn, cả 100 con cả 1000 con trong đó mấy anh chị. Cho nên đó là cái quả vô tình đó. Thì bây giờ đó, theo Hòa Thượng Tịnh Không đó, những cái đó đó, kiến mà nó tới nhà mình có nghĩa là nó đang muốn tìm thức ăn, nó cũng đói khát giống như mình vậy, nó cũng có muốn có đồ ăn vậy, cho nên nó tìm thức ăn thì nó mới vô nhà mình. Thì khi đó cái này nó rất là khó tin, nhưng mà các bạn làm thử nha. Những con kiến hay là những cái con gì đó mà nó vô nhà mình đó, mà mình muốn đuổi nó ra đó, mình chỉ có là Bồ Tát kiến ơi, các ngài dọn nhà nha, ta cho các ngươi thời gian là 1 tiếng hoặc là 1 ngày, các ngài dọn ra khỏi nhà tôi nha, thì tôi sẽ đưa cho các ngài một một số đồ ăn ra cái gốc cây này nè, để các ngài ra các ngài ăn, chứ tôi không có muốn các ngài vô đây rồi tôi sẽ dậm, tôi vô tình tôi dậm đạp thì tôi sẽ mang nghiệp. Cho nên các ngài đồ ăn các ngài tôi sẽ chuyển ra phía ngoài cái gốc cây để các ngài ra ngoài này ăn nha. Bồ Tát kiến ơi, mấy anh chị ơi, nó nghe được nha. Tất cả những cái kể cả cây nha, những cái cây, những con chó con mèo nhà mình, những con vật, con kiến, con côn trùng này kia, nó có thần thức có thể nghe được âm thanh của con người mình nhé. Và khi mình nói những cái lời mà thân thiện, những cái lời mà cái khẩu nghiệp mình nó thân thiện đó, thì họ sẽ nghe và họ sẽ làm theo. Còn như mà mình chửi nó, mình mắng nó, mình cái này cái kia thì nó sẽ nhiều hơn nữa mấy anh chị. Nó nhiều hơn nữa, nó làm cho mình sân hơn nữa. Cho nên cẩn thận ha. Giống như mẹ Vân đó, khi mà mẹ Vân đi đi Las Vegas, chỗ của em Vân đó, để giúp em Vân lúc mà sanh đó, thì ở nhà có một cái cây khế, mà cây khế này nó cũng khá là lớn tuổi rồi. Thì ba Vân á cứ hay nhăn nó đó, nói là cây khế lớn tuổi như vậy rồi, chặt mẹ nó đi chứ để đây làm cái gì, chón đất. Và cứ cứ hay nhăn mẹ Vân, nó kêu mẹ Vân chặt đi đó. Thì nó không ra mấy chị, nó không ra một bông một trái nào hết. Năm đó nó giận ba Vân á, nó không ra một cái trái nào hết. Xong rồi mẹ Vân đi về, mẹ Vân tưới nước cho nó, mẹ Vân nói chuyện với nó là nói là ta biết người cũng có tuổi rồi, nhưng mà người cũng nên làm lợi lạc cho chúng sanh thì người ta mới giữ người ở lại. Người nên có bông có hoa và ra trái để cho ta mang những cái quả của người để cúng Phật, đó là cái tạo phước cho người thì người ta mới giữ người ở lại. Còn bây giờ người không có ra bông ra trái gì hết thì người ta sẽ chặt người đó. Thì tự nhiên mẹ nói một cách rất là tha thiết như vậy, giống như khai thị nó vậy đó. Cái tự nhiên cái năm đó cái trái nó ra, trái ra xum xê luôn mấy chị. Đu đủ cũng vậy, những cái cây mà mẹ Vân trồng á, mẹ Vân hay nói chuyện với nó đó, ngộ lắm không biết tại sao luôn. Nhưng mà điều đó chứng minh cho thấy là trong tất cả những cái cây, những cái con động vật hay chó mèo đều có tâm thức hết mấy anh chị, đều có thể nghe được mình hết.
Dạ, Vân đã từng kể cái câu chuyện là cái cô đó có đi pháp hội đó, thì cổ mời hết tất cả những dông linh quán gia trái chủ trên người người mẹ đó đi theo cổ, và họ họ đi theo cổ mấy anh chị. Nói chung là nhiều câu chuyện mà mình cảm thấy khoa học không chứng minh được, không có chứng minh được, nhưng mà nếu mình tin á thì mình sẽ làm được mấy anh chị, tin sẽ làm được, và mình tin mình sẽ cứu được rất là nhiều chúng sanh, nhiều lắm chúng sanh luôn. Và tất cả chúng sanh mà giờ nhà mình họ cũng đói, họ cũng đang tìm thức ăn mà, thì bây giờ mình đem thức ăn ra ngoài, mình mời họ ra ngoài để họ ăn, thì chắc chắn họ sẽ nghe và họ đi theo mình mấy chị. Và ở trong nhà Vân thì vẫn hay để mấy cái ly với cái miếng giấy đó, có những chúng sanh nào mà vô đó thì Vân hay chụp cái ly lại và để miếng giấy kéo vô, và Vân quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho nó, niệm Phật cho nó một chút, và Vân sám hối, đọc bài kệ sám hối bốn bốn câu đó. Chúng sanh kiến, chúng sanh ruồi muỗi gì đó vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra, hôm nay chúng sanh ruồi này thảy đều xin sám hối. Rồi xong mình niệm Phật cho nó, và mình nói là đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp mà tu tập, đừng có bị đọa làm loài súc vật nữa, nghe chưa, vì vô minh cho nên ngươi làm loài súc vật như vậy thì người ta không biết vô tình sẽ giết giết ngươi, cho nên hôm nay ta sẽ thả ngươi, và nguyện nhờ chư Phật gia hộ cho ngươi đời đời kiếp kiếp ngươi gặp Phật pháp mà tu, đừng có bị đọa. Thì sau đó Vân đem ra ngoài Vân thả mấy chị, đó là cái mình đang cứu một chúng sanh đó, vì chúng sanh đó có thể vào nhà mình, những người mà chưa biết tu họ cũng có thể giết, hoặc là ở đâu đâu đó họ cũng có thể bị chết, nhưng mà vì họ nghe được một câu niệm Phật của mình, một câu quy y của mình đó, thì họ gieo được trong cái tâm trí của họ một câu niệm Phật, một cái câu gì đó mà sau này chắc chắn họ sẽ gặp Phật pháp và họ tu mấy chị. Đó là mình đang làm công đức đó, mình đang làm việc thiện đó mấy chị, chứ không phải cần là có thiệt là nhiều tiền thì mình mới làm được nha. Cho nên để ý cái đó ha. Ok, bây giờ vẫn cũng quá giờ rồi, cho nên là mà mấy anh chị nói tóm lại là muốn làm cho thân tâm mình an lạc thì mình phải làm lợi lạc cho chúng sanh nhiều hơn, mình phải làm nhẹ đi cái tham sân si của mình phải hiếu dưỡng cha mẹ của mình, đối xử với tất cả những người xung quanh như là trong gia đình ruột thịt của mình, công phu đều đặn, niệm Phật đều đặn và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình tổng gia thành Phật đạo, tất cả chúng ta đều thành Phật hết, hồi hướng cho quán gia trái chủ của mình. Thì tất cả những cái này nếu mình làm thì chắc chắn mình sẽ có kết quả rất là tốt mấy chị nhé. Thì Vân hy vọng và tin chắc nếu các bạn làm thì các bạn sẽ gặt hái được cái an lạc của mình trong cuộc đời này của mình ha. Ok, bây giờ mời mấy vị chắp tay lại và hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà luôn luôn tinh tấn và gặt hái nhiều kết quả tốt trong con đường tu tập của mình nha. Bye bye.